Xin chào các bạn, mình tên là Bùi Tuyết Minh, đến từ Việt Nam. Mình là du học sinh được học bổng của Fulbright và đến trường University of Oregon trong chương trình pre-academic. Mình rất là yêu mến và tận hưởng không gian cũng như là môi trường học tập ở trường đại học Oregon. Thứ nhất là mình đến đây để luyện tập để cải thiện thêm phần tiếng Anh của mình là một phần, nhưng mà thực sự ở đây có một kho tàng tài nguyên liệu cho mình để tăng cường thêm những cái kiến thức cho cái bộ môn mà mình sẽ theo học chương trình thạc sĩ sắp tới. Quan trọng hơn cả là có rất nhiều những cái hoạt động ngoại khóa, những cái sinh hoạt với cộng đồng mà mình cảm thấy như được kết nối như thực sự ở nhà nhưng ở với môi trường quốc tế. Còn về sự khác biệt văn hóa thì thực sự là đối với văn hóa của Mỹ thì họ rất là trực tiếp. Nếu như bạn thích thì hãy nói là thích, còn nếu không thì hãy mạnh dạn, thẳng thắn nói không. Không như là ở Việt Nam của mình thì thường là cũng phải vòng quanh để mọi người đón ý. Thì ở đây văn hóa có một cái sự khác biệt là trực tiếp và thẳng thắn. Với mình thì cái việc khó khăn nhất để trong việc học tiếng Anh đấy là phát âm. Lâu lắm rồi mình không sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên, thế nên khi mà mình phát âm thì mình hay bị nuốt mất cái âm thứ hai của từ. Thế nên mặc dù có rất là nhiều ý tưởng, có rất là nhiều điều muốn diễn đạt, nhưng mà sau đó thì dường như là các bạn ấy vẫn chưa hiểu được những cái điều mà mình mong muốn mình thể hiện. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng việc phát âm là cái thử thách của mình khi đến đây. Mình rất mong muốn được có thêm nhiều những khuôn mặt Việt Nam đến trường Đại học Oregon để học những cái khóa học ở đây. Bởi vì hơn bao giờ hết mong muốn được chia sẻ văn hóa đối với các bạn bè thế giới. Họ rất là cần thêm hiểu biết thêm về Việt Nam, cũng như là đây là một môi trường vô cùng tuyệt vời, thân thiện để các bạn có thể trau dồi tiếng Anh và nâng cao kiến thức của mình. Tiếng Anh thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái ngành nghiên cứu của mình. Mình học về ngành chuyển động trị liệu, đó là ngành mới ở Việt Nam, và tất cả những cái tài nguyên vật liệu để có thể học, tài nguyên học liệu để học thì lại không có bằng tiếng Việt và chỉ có duy nhất ở Anh và ở Mỹ. Đó là lý do tại sao tiếng Anh thì vô cùng quan trọng trong cái việc mà nghiên cứu thêm sâu hơn nữa về cái chuyên ngành học này để có thể đem về phục vụ đất nước, hoặc là ít nhất là trao đổi thêm những kiến thức cho bản thân mình.